Cơ quan công an đã làm việc với đối tượng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù lại tiếp tục đi trộm cắp, bị người dân phát hiện khi đột nhập vào nhà. Rạng sáng nay 4 tháng 11, đối tượng Nguyễn Văn Hải Âu, sinh năm 1994, ngụ xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, đã đột nhập vào nhà một hộ dân ở xã Tam Phước để trộm tài sản. Tuy nhiên, đối tượng chưa trộm được gì thì đã bị gia chủ phát hiện, bắt giao cho công an xử lý. Theo đó, Nguyễn Văn Hải Âu là đối tượng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù vào tháng 10 năm 2022 nhưng không chịu hối cải, lại lười lao động, tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Qua làm việc tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Hải Âu thừa nhận ngoài vụ việc trên, trước đó Âu đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm tài sản khác tại huyện Châu Thành và thành phố Bến Tre. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Hải Âu theo quy định pháp luật.